Xin chào các bạn. Trong quá trình các bạn triển khai tuôn thoát nước Flatbeam thì các bạn thấy giữa hai check là sát nhau, hoặc giữa hai y giữa y và check cũng sát nhau. Thì đó chính là tính năng hấp mốt. Giả sử tôi vào chế độ Connect Ebow. Chế độ này cho phép tạo ống đứng từ ống ngang, thì bạn mở phần preview để xem chi tiết. Thì đây các bạn thấy ở đây có chế độ hấp mốt. Chế độ này sẽ cho phép các bạn khi kết nối tự động nó sẽ sát nhau giữa các phụ kiện hai check hoặc y và check. Đây tôi sẽ thử chạy. Bạn chọn hai ống. Thì các bạn thấy hai check này đã sát nhau. Hoặc chúng ta sẽ sử dụng tool kết nối ống nhánh với ống chính. Chọn là main pipe. Thì đối với trường hợp 2 ấy, là cái trường hợp mà y và check sẽ sát nhau. Bạn cũng chọn chế độ hấp mốt nhé. Rồi bạn chọn ống nhánh. Thì các bạn thấy y và check cũng sát nhau. Đây là tính năng rất hay của hấp mốt. Nhờ tính năng này mà các bạn không cần thiết phải dịch chuyển Ebow để sát với y. Nó tự điều chỉnh, tool sẽ tự điều chỉnh cho bạn. Còn về chi tiết về chế độ hấp mốt thì các bạn vui lòng vào phần hướng dẫn sử dụng, phần video đào tạo để các bạn xem chi tiết về cách hiệu chỉnh các family để có thể thực hiện được chế độ hấp mốt. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin